xin chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với kênh khám phá lịch sử tôi là ngọc mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề mà tôi thấy vô cùng hấp dẫn đó là lịch sử chiến tranh trung nhật thú thật tôi luôn có một sự tò mò đặc biệt về giai đoạn này đặc biệt là cách mà nó được nhìn nhận từ cả hai phía và thật may mắn hôm nay chúng ta có sự hiện diện của giáo sư trần văn nam chuyên gia về lịch sử đông á tại đại học khoa học xã hội và nhân văn Thưa giáo sư Nam, chuyến thăm đền Yasukuni của các chính trị gia Nhật Bản luôn gây ra tranh cãi. Vậy đền Yasukuni thực sự có ý nghĩa như thế nào đối với người dân Nhật Bản? Và tại sao nó lại trở thành tâm điểm của căng thẳng ngoại giao? Chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Câu hỏi của Mai rất hay. Tôi nhớ có lần đến thăm Yasukuni vào một ngày mùa thu, lá vàng rơi đầy sân đền. Không khí lúc đó vừa trang nghiêm lại vừa có chút gì đó u buồn đền yasukuni đối với nhiều người nhật nó là nơi tưởng nhớ những người đã hy sinh vì đất nước giống như nghĩa trang liệt sĩ của chúng ta vậy nhưng vấn đề nằm ở chỗ trong số những người được thờ ở đây có cả những tội phạm chiến tranh điều này khiến cho việc đến thăm yasukuni trở nên nhạy cảm nhất là đối với các nước từng là nạn nhân của chiến tranh nhật bản ngọc mai nghĩ sao về việc tưởng niệm những người lính đã khuất liệu có nên tách bạch giữa người lính và tội ác chiến tranh không Thật sao? Vừa trang nghiêm lại vừa u buồn, nghe thật khó hình dung. Tôi cứ nghĩ nó mang một không khí rất căng thẳng. Tôi nghĩ việc việc tưởng niệm những, những người lính đã hy sinh là cần thiết. Nhưng việc vinh danh tội phạm chiến tranh lại là một câu chuyện khác. Theo tôi, cần phải có sự phân biệt rõ ràng giữa hai nhóm người này. Giáo sư Nam có thể chia sẻ thêm về cách mà lịch sử chiến tranh Trung Nhật được nhìn nhận ở cả hai quốc gia không? Tôi hết có nhiều sự khác biệt trong cách diễn giải lịch sử ở hai bên. Đúng như Ngọc Mai nói, có rất nhiều khác biệt. Chẳng hạn, ở Nhật, một số người vẫn tin rằng cuộc chiến tranh ở châu Á là một cuộc chiến giải phóng khỏi chủ nghĩa thực dân phương Tây. Tuy nhiên, ở Trung Quốc và Hàn Quốc, cuộc chiến này được xem là một cuộc xâm lược tàn bạo. Sự khác biệt trong cách nhìn nhận lịch sử này là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến căng thẳng giữa các nước. Tôi có một câu hỏi cho Ngọc Mai, nếu Mai là một nhà sử học, Mai sẽ làm thế nào để dung hòa những quan điểm khác nhau về lịch sử này? Đó là một câu hỏi khó. Nếu tôi là một nhà sử học, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải dựa trên bằng chứng lịch sử chứ không phải cảm xúc hay ý thức hệ. Có lẽ cần phải có một diễn đàn chung nơi các nhà sử học từ quốc gia khác nhau có thể cùng nhau thảo luận và tìm ra một cách nhìn nhận lịch sử khách quan hơn. Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng Trung Quốc cũng có những góc khuất riêng trong việc nhìn nhận về cuộc chiến này. Điều này có đúng không thưa giáo sư? Chính xác. Trong một thời gian dài, lịch sử chiến tranh ở Trung Quốc chỉ tập trung vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, còn những đóng góp của quốc dân đảng thì gần như bị lãng quên. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đã có những nghiên cứu mới cho thấy bức tranh toàn cảnh hơn về cuộc chiến trong đó công nhận cả những đóng góp của quốc dân đảng ví dụ như trận vũ hán và trường sa quân đội quốc dân đảng đã chiến đấu rất anh dũng thậm chí ở trung khánh nơi đặt thủ đô thời chiến của quốc dân đảng những di tích lịch sử liên quan đến tưởng giới thạch cũng đã được khôi phục ngọc mai thấy điều này có bất ngờ không thật sao điều này thú vị quá tôi hoàn toàn bất ngờ. Vậy là có những nỗ lực để nhìn nhận lịch sử một cách khách quan hơn. Vậy theo giáo sư, làm thế nào để lịch sử có thể được sử dụng như một công cụ để hàn gắn quá khứ thay vì khơi dậy hận thù? Tôi tin rằng việc giáo dục lịch sử một cách trung thực và toàn diện là rất quan trọng. Chúng ta cần dạy cho thế hệ trẻ hiểu về những đau thương của chiến tranh, nhưng đồng thời cũng cần nhấn mạnh vào tầm quan trọng của hòa bình và hợp tác. Tôi nhớ có lần gặp một cựu chiến binh quốc dân đảng. Ông ấy đã chia sẻ với tôi rất nhiều câu chuyện cảm động về cuộc chiến. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là, dù đã trải qua bao nhiêu đau thương, ông ấy vẫn luôn mong muốn hòa bình giữa các quốc gia. Tôi nghĩ đó mới chính là thông điệp mà chúng ta cần truyền tải. Ngọc Mai nghĩ sao? Tôi hoàn toàn đồng ý với giáo sư. Câu chuyện của người cựu chiến binh đó thật cảm động. Cảm ơn giáo sư Nam đã chia sẻ những kiến thức quý báu này. Qua buổi trò chuyện hôm nay, tôi đã học được rất nhiều điều mới mẻ và thú vị về lịch sử chiến tranh Trung Nhật. Quý vị thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Khám phá lịch sử. Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị khán giả đã lắng nghe.